Phòng cảnh sát giao thông báo cáo về chiến dịch ngăn chặn việc học sinh chưa đủ tuổi đi xe máy mà ngang nhiên xách xe đi học. Người ta đổ lỗi cho công an không làm nghiêm. Thế tại sao các ông bố bà mẹ cứ làm hư con mình bằng cách cho chúng nó đi xe máy? Nhà trường thì chỉ biết giáo dục suông. Công an đề xuất là nếu bắt được thì phải tạm giam 1 tháng. Thì Hội đồng Nhân dân tỉnh lại cho là quá nặng, là thiếu tính giáo dục. Nhưng nói mãi rồi, có ai nghe đâu. Cụ Lenin có câu rất hay: giáo dục phải đi đôi với biện pháp. Không có biện pháp mạnh, không có kỷ luật, thì chả ai chịu tự giác chấp hành luật pháp cho đâu. Anh ám chỉ việc em cho con Chuyên đi xe máy đấy à? Sao? Mình cho cái Chuyên đi xe máy đấy à? Trước kia thôi, nửa tháng nay không đi nữa rồi. Chết thật, mình cứ chiều con kiểu này thì... Mình bảo ngày nào nó cũng đi học thêm 2-3 nơi. Nếu cứ đạp xe thì... Thôi thôi, mình chấm dứt cái chuyện cho nó đi học thêm cho tôi nhờ. Nói thật nhá, học nhồi nhét kiểu đấy, nó chưa phát điên là may. Mà có phải cứ đi học thêm là giỏi đâu. Thì ví như mình, sức ăn được 2 bát cơm, mà bát ăn 3 bát, thì chị làm sao nổi? Tôi thấy con Chuyên nhà mình, nó có cái gen học rốt như tôi ấy. Nhồi vào đầu, nó lại văng ra. Đến bây giờ tôi có sử dụng được các tính năng của điện thoại di động đâu, ngoài gọi và nghe. Thấy con không học được, thì đừng bắt ép con đi học làm gì cho nó khổ. Tôi thấy con mình nó cẩn trọng, chu đáo, khéo nói. Học xong lớp 12, nếu không thi đỗ đại học, chẳng sao cả. Tôi xin cho nó đi dạy trẻ. Mình hay nhỉ? Chả động viên con nó học thì thôi, lại cứ phá ngang. Thời buổi này, phi đại học, bất thành nhân. Thì ai chả muốn cho con nó học giỏi. Nhưng vấn đề là nó có học được không kia. Quan trọng là phải tạo được cho nó thói quen suy nghĩ sáng tạo, chủ động và độc lập. Bà thấy cậu Tuấn ở đầu phố không? Bị tàn tật, cụt 2 tay, học thì chưa hết lớp 10. Thế mà bây giờ làm chủ doanh nghiệp và thuê toàn sinh viên đại học về làm. Hôm nọ tôi đọc quảng cáo, thấy tuyển nhân viên trực điện thoại và lễ tân, cũng phải tốt nghiệp đại học, phải có bằng ngoại ngữ. Thế là cái đám có kiến thức nhưng không có chí thì chỉ có đi làm thuê cho những người khác mà.